Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn. Thưa quý vị, giữa lúc các quốc gia trên thế giới còn đang đánh giá tác động của Brexit, thì một vài chuyên gia đã đưa ra nhận định việc Anh rời khỏi EU sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ giao thương giữa Anh và Úc, từ đó có lợi cho nền kinh tế của Úc. Michel Taylor là thế hệ thứ ba kế thừa sự nghiệp buôn bán và xuất khẩu rượu của gia đình, và Anh là thị trường xuất khẩu lớn nhất của công ty có trụ sở Sydney này. Trước mắt anh cho biết kinh tế Anh sẽ bị ảnh hưởng từ Brexit, từ đó ảnh hưởng đến công ăn việc làm của nhà anh. Rượu của Úc xuất sang Anh là nhiều nhất. Nếu nói về số lượng, việc Anh rời khỏi EU khiến chúng tôi hơi lo ngại một chút. Chính phủ Úc mới đây đã yêu cầu giới chức tài chính bao gồm ngân hàng trung ương báo cáo đánh giá về ảnh hưởng của Brexit đối với nền kinh tế Úc. Mặc dù thị trường chứng khoán đã phục hồi ngay trong vài phiên, nhưng vẫn còn một số lo ngại về bất ổn trong vài năm tới. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế chẳng hạn như Tim Harcourt của Đại học New South Wales thì nhận định việc Anh nới lỏng quan hệ với EU sẽ giúp Anh đến gần với Úc hơn. Tôi tin rằng vì thế quan hệ giao thương giữa Anh và Úc sẽ gia tăng. Thông thường thì Úc đã là một điểm đến đầu tư khá được lòng các doanh nghiệp nhỏ của Anh rồi. Hoạt động đầu tư sang các thị trường khác ngoài EU sẽ gia tăng khi Anh không còn trong EU nữa. Chuyên gia đến từ ESO Group thì nhận định, một khi Anh và EU không còn gắn bó thì Anh sẽ tìm những con đường khác để xuất khẩu các dịch vụ thế mạnh của mình, chẳng hạn như tài chính ngân hàng, sang châu Á. Tại Malaysia, đang ngày càng có nhiều phụ huynh từ chối tiêm vaccine tại các cơ sở y tế công do lo sợ vaccine không an toàn. Trong khi đó, phía chính phủ Malaysia cũng lo ngại rằng tâm lý này sẽ tiếp tục lây lan giữa lúc số ca bệnh sởi đang tăng đột biến nửa đầu năm nay. Số ca mắc bệnh sởi trong tháng 6 năm nay tại Malaysia đã tăng 340% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo chính phủ Malaysia, đây chính là hệ quả của việc từ chối tiêm vaccine. Đại diện Bộ Y tế khẳng định toàn bộ vaccine trong chương trình của chính phủ đều đạt chuẩn an toàn. Tuy nhiên, lời khẳng định này dường như chưa đủ thuyết phục đối với các bậc phụ huynh. Một nhóm các phụ huynh tham gia vào một diễn đàn về tiêm phòng vaccine mới đây đã bày tỏ lo ngại rằng vaccine có thể chứa một số chất không hợp pháp đối với luật Hồi giáo. Mặt khác, một số người còn lo ngại vaccine gây tác dụng phụ. Khi họ nghe về việc tiêm vaccine giả hoặc không đạt chuẩn có thể gây tác dụng phụ, họ không biết làm cách nào để bảo vệ con. Do vậy, họ có xu hướng tìm đến các cơ sở tư mà họ tin tưởng hoặc tìm cách chữa bệnh cho con mà không qua tiêm phòng. Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia ông Subramaniam cho biết, số hộ gia đình từ chối chương trình tiêm vaccine của chính phủ đã tăng gấp đôi trong 3 năm qua, từ 637 hộ năm 2013 lên 1.541 hộ năm 2015. Lo ngại của chúng tôi là nếu tâm lý này lây lan, không được kiểm soát thì về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các em và ảnh hưởng đến tương lai của đất nước. Thưa quý vị, sau một năm áp dụng cách tính GDP mới, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc có tăng nhẹ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chỉ số tăng trưởng chung của nền kinh tế của nước này. Đây là khẳng định của Cục Thống kê Trung Quốc vừa đưa ra mới đây. Cục Thống kê Trung Quốc cho biết đã dùng công thức này để tính lại tất cả số liệu từ năm 1952. GDP năm 2015 đã tăng thêm 880 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, các chỉ số cơ bản theo từng năm và từng quý đều thay đổi rất ít, hầu như không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Trung Quốc đã tăng thêm 0,06%. Tốc độ tăng trưởng trong năm 2015 vẫn ở mức 6,9%, chỉ tăng khoảng 0,04% so với cách tính cũ. Công thức tính GDP mới sẽ tính gộp nguồn vốn cố định cho nghiên cứu và phát triển R&D vào GDP. Cách tính trên sẽ khuyến khích chính quyền địa phương và doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào hoạt động này. Công thức tính GDP mới được công nhận bởi 5 tổ chức quốc tế lớn vào năm 2009, trong đó có Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới. Mỹ, Canada, Nga và nhiều quốc gia khác cũng đang sử dụng công thức này. Sẽ được chuyển sang một thông tin khác. Văn hóa thức ăn đường phố vốn là một nét văn hóa du lịch của Singapore, nay đang phải đối mặt với tình trạng người bán hàng đang ngày càng già đi nhưng không có người kế nghiệp. Ông Chen Fu Yuan, 72 tuổi, chủ một quầy phở từ năm 1969 cho biết ông chưa tìm được người kế nghiệp, con cháu trong nhà thì đều làm những công việc khác. Với sức khỏe hiện tại, ông chỉ có thể đứng bán 4 ngày một tuần. Tôi chắc chắn sẽ rất buồn khi phải đóng cửa quầy phở của mình, sẽ rất lãng phí khi không có ai nối nghiệp. Đây không chỉ là chuyện bàn giao công thức nấu nướng lại cho người khác, mà là chuyện kế nghiệp. Chuyên gia ẩm thực Leslie Tay điểm một vài nguyên nhân mà nhiều người không muốn tham gia ngành thức ăn đường phố. Thứ nhất là đam mê. Thứ hai là việc ngành này chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ. Mỗi quầy sạp phải đóng phí hoạt động 320 đô la Singapore một tháng để thuê sạp, trong khi thức ăn bán ra rất rẻ. Chúng ta đang ở giai đoạn mà người bán hàng đang ngày càng già đi, trong khi không có đủ người trẻ chịu tham gia vào ngành nghề này. Singapore có hơn 100 trung tâm buôn bán thức ăn đường phố và hơn 6.000 quầy sạp bán đủ thức ăn uống đặc sắc của Singapore với mức giá trung bình chỉ có 2 đô la một phần. Đây là nếp sống không thể thiếu của người dân, đồng thời là nét du lịch thu hút biết bao du khách và mang lại nguồn lợi lớn cho đảo quốc sư tử.
Tuy nhiên, nhiều người bán hàng trong số hàng ngàn quầy sạp này đều đã đến tuổi về hưu. Hồi tháng 3 năm ngoái, chính phủ Singapore cho biết sẽ mở thêm 10 trung tâm thức ăn đường phố nữa trong vòng 12 năm tới. Vừa rồi là phần tin tức đáng chú ý của châu Á. Chúng ta sẽ tiếp tục với Cà phê Sài Gòn với những tin tức khác trong nước. Thủ tướng yêu cầu tổng điều tra các phương tiện đường thủy nội địa trên cả nước sau hàng loạt tai nạn đường thủy. Khu đất vàng tại Bến Bạch Đằng, quận 1 đang có hai đại gia bất động sản cùng đề xuất được đầu tư.